Kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh của Sóng TV. Kính thưa quý khán thính giả, với những tình hình mới nhất hiện nay tại Biển Đông, với tình hình ngày càng leo thang tại Biển Đông, với cuộc chạy đua vũ trang với Mỹ, theo thông tin mới đây nhất, thì Trung Quốc đã cho đóng cùng lúc 5 chiến tàu mang tên lửa. Có thể một phần trong nỗ lực cạnh tranh với Mỹ nhằm phát triển lực lượng hải quân mạnh nhất thế giới. Theo Daily Mail, Trung Quốc đang đóng thêm 5 tàu khu trục lớp Luoyang 3 Type 052 ở nhà máy đóng tàu Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. 5 tàu khu trục được trang bị tên lửa hành trình chiến thuật, dự kiến sẽ sớm gia nhập Hải quân Trung Quốc. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy, các tàu này đã được hoàn thiện phần thân. Bắc Kinh hiện chưa xác nhận thông tin trên. Trước đó, một số chuyên gia phân tích nói với Thời báo Hoàn Cầu rằng Bắc Kinh đặt mục tiêu sở hữu quân đội hiện đại vào năm 2035. Không có gì bất ngờ nếu Trung Quốc đóng thêm các tàu chiến mạnh mẽ hơn, đặc biệt là trong bối cảnh thế giới có nhiều thách thức an ninh, Hoàn Cầu dẫn lời một chuyên gia. Tính theo số lượng, Trung Quốc hiện là quốc gia có số lượng tàu quân sự đông nhất thế giới. Hải quân Trung Quốc được cho là đang sở hữu 777 tàu chiến so với 490 tàu chiến của Hải quân Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ có nhiều tàu khu trục hơn với 92 chiếc so với Trung Quốc 41 chiếc. Tàu khu trục lớp Luoyang 3 Type 052 là tàu chiến hiện đại và mạnh nhất Hải quân Trung Quốc. Tàu này được trang bị 64 ống phóng tên lửa đất đối không, ngư lôi và cả tên lửa hành trình chiến thuật. Tàu Type 052 của Trung Quốc được đánh giá là có khả năng hoạt động tương đương với tàu khu trục lớp Arleigh Brookie của Mỹ. Vài năm gần đây, Trung Quốc nỗ lực mở rộng quy mô đội tàu quân sự trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc, Đại Lục và Đài Loan gia tăng. Nếu Bắc Kinh thu hồi Đài Loan bằng vũ lực, Mỹ nhiều khả năng có thể can thiệp. Hồi tháng 3, Trung Quốc thông báo tăng chi tiêu quốc phòng 7,1% so với năm ngoái. Cụ thể, ngân sách quốc phòng năm 2022 của Trung Quốc là hơn 211 tỷ USD, xếp thứ hai thế giới sau Mỹ. Tuy nhiên, một số chuyên gia phương Tây nghi ngờ rằng Trung Quốc có thể chi số tiền thực tế lớn hơn. Theo Daily Mail, Hải quân Trung Quốc hiện đã trở thành lực lượng nước xanh, thuật ngữ chỉ một lực lượng hải quân có thể hoạt động trên phạm vi toàn cầu thay vì bị hạn chế ở gần lục địa. Kính thưa quý khán thính giả, mới đây nhất, theo nguồn tin, các tàu Trung Quốc nhiều lần ép vào vùng đệm, trong khi các tàu của Đài Bắc bám trụ ngay gần đó để giám sát tình hình. Nguồn tin cho biết hai bên vẫn kiềm chế từ khi hải quân của Đại Lục triển khai đợt tập trận rầm rộ bao quanh hòn đảo Đài Loan của nước này. Ngày 6 tháng 8, giới chức Đài Loan, Trung Quốc nói rằng các tàu chiến và máy bay Đại Lục diễn tập tấn công hòn đảo. Chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến Đài Loan đã khiến Bắc Kinh nổi giận và triển khai hàng loạt biện pháp đáp trả và gây sức ép. Đài Bắc tố 14 máy bay và 14 tàu chiến của Bắc Kinh áp sát và vượt qua đường trung tuyến. Đợt tập trận của Trung Quốc bắt đầu từ ngày 4 tháng 8 và dự kiến kéo dài đến hết ngày 6 tháng 8. Chiến khu Đông Bộ thuộc quân đội Trung Quốc cho biết đã triển khai tập trận trên biển và trên không ở khu vực phía Bắc, Tây Nam và Đông đảo Đài Loan của nước này để kiểm tra năng lực tấn công trên biển và trên đất liền. Kính thưa quý khán thính giả, các bạn có suy nghĩ gì về những diễn biến trên Biển Đông? Hãy để lại ý kiến của các bạn ở dưới phần bình luận. Bản tin của kênh Sóng TV đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.